Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Những ngày vừa xong thì có rất là nhiều thông tin liên quan đến Pixel 4. Nó tràn ngập các mặt báo, tràn ngập các video clip và nói thẳng ra là chúng ta đã ngập ngụa trong các bài giới thiệu về tính năng, phân tích thiết kế hay là tại sao nó lại có phần giống iPhone như thế rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái góc nhìn khác về con Pixel 4 này để chúng ta thấy được đâu mới là mục đích thực sự của Google khi mà giới thiệu sản phẩm này nhé. Góc nhìn ngày hôm nay mình muốn mang đến cho anh em đó là những mặt tích cực của con Pixel này. Trong vô vàn những lời chê bai không rõ mục đích mà chúng ta đã nghe suốt thời gian qua thì có một bài khen Pixel 4 có thể là mình nghĩ là nó sẽ trung hòa lại mọi thứ, mang về cho các bạn một cái nhìn khách quan hơn về thiết bị này. Google có thể chưa làm ra một chiếc điện thoại hoàn hảo nhưng không phải là vô dụng, mà ngược lại nó còn đang có rất là nhiều những cái tính năng hữu ích mà mình cho là hữu ích bậc nhất trong các dòng smartphone từng được giới thiệu trong năm 2019 này. Google ra mắt Pixel 4 trong một buổi lễ rất đơn giản, gần gũi, ít khoa trương. Một ông lớn như Google thừa sức làm được hơn như thế. Nhưng ngay từ buổi ra mắt, hãng đã muốn mang đến một cảm giác thân thiện và đơn giản để với người theo dõi. Và không ngạc nhiên, trong suốt quá trình giới thiệu thì chúng ta thấy những cái tính năng có thể coi là đánh thẳng vào trải nghiệm sử dụng máy của người dùng. Thế nên là đầu tiên chúng ta hãy kể đến cái trải nghiệm cầm nắm của thiết bị này. Là một chiếc điện thoại, nói gì thì nói, hai thứ quan trọng nhất với bất kỳ người sử dụng nào cũng là cảm giác cầm và cảm giác sử dụng. Về mặt cảm giác cầm nắm, Google đặt lên Pixel 4 một mặt lưng vát nhám tạo độ dính khi cầm và hai mặt bên bo cong vừa cầm tay cầm. Ở hầu hết các video trên tay, mình hơi bị ngạc nhiên một tí khi mà không mấy ai đề cập đến cái cảm giác cầm. Và thực sự thì cảm giác cầm của con này thực sự tốt. Chúng ta đã có một chiếc máy cầm rất là đầm và chắc chắn từ Pixel 3 thì với sự hoàn thiện còn tốt hơn thế ở đời 4, chắc chắn là sẽ không có lý gì mà chiếc máy này là gặp vấn đề về cầm nắm cả. Tất nhiên là mình không nói đến chuyện dùng ốp, đây có thể coi là chiếc máy tương đối tối ưu cho cảm giác sử dụng trần trụi trên thực tế. Cái cảm giác thứ hai Google muốn người dùng cảm nhận được ở đây là trải nghiệm về mặt thị giác và thao tác. Pixel 4 mang lại trải nghiệm tốt vì chiếc màn hình OLED 90Hz. Ngoại trừ các dòng gaming ra thì nó chuyên về màn hình rồi, nó chuyên về gaming rồi, phục vụ các thứ nó tốt rồi, thì các máy flagship khác ưu tiên tần số quét cao trên các sản phẩm của họ thì chỉ có OnePlus rồi Oppo, phần nào là Sharp. Đến cả những thiết bị Samsung đời cao chúng ta vẫn chưa thấy có những màn hình hoàn hảo với tần số quét cao. Không phải là hãng tiên phong nhưng với vai vế là chiếc máy chịu trách nhiệm chính cho trải nghiệm Android thì việc Google tung ra một chiếc máy có tần số quét cao để mang lại trải nghiệm sử dụng mượt mà thì đây rõ ràng là bước đi mạnh dạn từ công ty này để mang lại lợi thế trước các đối thủ và cũng phần nào đó là chính thức đưa màn hình 90Hz lên một nấc thang có tính tiêu chuẩn hơn cho các máy Android trong tương lai. Bên cạnh một chiếc màn hình có tần số quét mượt mà với khả năng hiển thị màu sắc thuộc dạng tốt nhất hiện nay, có một chi tiết tuy bị ném đá rất nhiều nhưng sẽ hữu ích khi và chỉ khi anh em sử dụng trực tiếp thiết bị, đó là viền trên của máy. Chúng ta đã nghe ti tỉ lời chê về cái chán rô mất thẩm mỹ cực kỳ của Pixel 4, nào là mất cân đối, nào là lỗi thời, nhưng tất cả những nhận định đó đều mang tính đánh giá ngoại hình. Nếu như anh em nào đã từng dùng Pixel 3 XL với tai thỏ thì sẽ hiểu ý đồ đánh thẳng vào trải nghiệm sử dụng trên đời nâng cấp của nó. Một trong số các điểm mạnh của hệ điều hành Android là thanh thông báo, đồng nghĩa với việc là thao tác vuốt xuống từ thanh thông báo này phải cực kỳ nhạy bén và mượt mà. Việc trang bị một chiếc viền dày hơn bình thường sẽ giúp trải nghiệm vuốt từ thanh thông báo thoải mái và không bị hụt tay kể cả khi anh em cầm hay là kiểu nắm chiếc điện thoại bằng những cái tư thế khác, không phải là tư thế thẳng mặt như thế này. Pixel 4 ngoài đặt những cái cảm biến hữu ích lên mặt trước thì việc có một chiếc viền cân đối với kích thước tay người dùng sẽ mang lại sự tiện ích tối đa trong lúc sử dụng, kể cả khi anh em nằm hoặc là xoay ngang để chơi game. Cá nhân mình trước giờ luôn nghĩ công nghệ hiện tại chưa đủ sức để làm ra một chiếc điện thoại viền mỏng hoàn toàn và mọi biến thể của nó vẫn có thể gọi là khuyết tật, từ tai thỏ, nốt ruồi hay giọt nước. Một hãng nổi tiếng khác cũng rất chăm chú đến cái trải nghiệm người dùng mà không ùa theo phong trào viền mỏng là Sony. Đến dòng điện thoại mới nhất của Sony gần đây là Xperia 1 và Xperia 5 đều có một thiết kế hai viền trên dưới và cho tới hiện tại thì đây mới là thiết kế có thể coi là tiện dụng cho mọi nhu cầu giải trí. Nó càng đúng hơn khi anh em chơi game. Giống kiểu như là anh em đã từng xem những cái video nói về việc tại sao iPhone 8 Plus đã được sử dụng cho các giải đấu chuyên nghiệp bởi vì nó có viền. Tóm lại, dùng Pixel không thể đọc cấu hình suông được mà phải trải nghiệm trực tiếp và mình tin một khi anh em đã dùng thì anh em sẽ thấy đây là một cái thiết bị cực kỳ phục tùng cho anh em. Điểm thứ hai Google tạo ra lợi thế cho Pixel để phục vụ người dùng đó là sự tiện lợi. Tiện lợi không chỉ đơn giản là rút gọn thao tác bất chấp thẩm mỹ hay là tính năng thì thông minh nhưng mà lại phức tạp khi sử dụng. Cái tiện lợi trên Pixel có một số thứ mà mình tin là anh em nếu dùng thì chắc chắn là chỉ có thích thôi. Cái tiện đầu tiên đấy là việc điều khiển điện thoại. Việc dày công nghiên cứu cảm biến Soli để mang được lên trên điện thoại
tạo ra những cử chỉ tương tác mới với chiếc máy mình sở hữu sẽ khiến cho bản thân chúng ta trở nên quyền lực hơn rất là nhiều với cái máy của mình. Có thể ở thời điểm hiện nay thì cảm biến Soli sẽ chưa thực sự mượt mà với cử chỉ của con người, hay các thao tác vẫn còn đang khá đơn giản như là chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng, rồi chuyển bài nhạc phát, rồi tắt báo thức. Nhưng qua thời gian thì cái mạnh của Google sẽ khắc phục được hết, đó chính là nhờ AI. AI sẽ luôn nằm ở bên trong thiết bị để theo dõi và quan sát lần lượt từng thao tác một của chúng ta, cải thiện dần dần, và khi nó thực sự quen với thao tác tay của chúng ta rồi thì điều khiển điện thoại từ xa sẽ trở nên mượt và dễ dàng rất là nhiều. Tưởng tượng ra cảnh máy để trên bàn nhưng mà chúng ta không cần chạm vào vẫn có thể gọi ra assistant, sai khiến chiếc máy làm đủ trò, mình thấy nó cũng cực kỳ là ngầu rồi, pro rồi. Cái tiện thứ hai trên Pixel 4 thì mình nghĩ là nằm trong trình chụp ảnh. Chúng ta không còn mất công phải chuyển chế độ bằng tay nữa, không còn mất công kiểu căn chỉnh thời gian phơi sáng, mà cái này camera của Pixel sẽ làm hoàn toàn tự động luôn. Nếu chụp đêm Pixel đã vừa bá vừa tiện rồi thì sang chụp ngày nó cũng có một tính năng mới cũng rất là độc, đó là HDR Plus Live. Từ trước đến giờ việc chụp ảnh ngược sáng cần bật HDR sẽ khiến anh em hơi bị lo lắng một tí, khi chất lượng ảnh ra sẽ tương đối khó nắm bắt. Sau khi HDR xử lý xong, mình xem lại ảnh thì mình mới biết là mình đã chỉnh sáng quá mức hay là tối quá mức như thế nào. Bây giờ Google cho anh em chỉnh trực tiếp sáng tối của bức ảnh trên giao diện máy ảnh, đồng nghĩa là ảnh ra sẽ luôn giống ảnh trên màn hình trước khi chụp, và Google gọi đây là what you see is what you get. Bạn có thể tự chỉnh được tấm ảnh trước cả khi nó được chụp. Không chỉ có những fan của Pixel mà mình tin là rất nhiều anh em khác đang sử dụng những chiếc máy Android đang mong chờ bản port của camera của Pixel 4 để cài lên điện thoại của mình để trải nghiệm xem tính năng này sẽ bá như thế nào. Cái tiện lợi cuối cùng mà theo mình cũng là cái tiện nhất của Pixel 4, dù mình không thể nào mà đề cập sâu được, đó là tính năng ghi âm ra văn bản. Nghe xong tính năng này thì anh em sẽ tưởng tượng là nó sử dụng được vào việc gì nhỉ? Viết văn, họp hội nghị, ghi chú ngắn, tìm kiếm, sáng tác, vân vân. Với một cái ứng dụng ghi âm thuần bình thường thì thực ra là nó có thể đáp ứng chúng ta phần nào. Nhưng nếu chúng ta có một cái đúng nghĩa là text to speech, là nói ra chữ, thì sẽ có vô vàn những cái trường hợp mà chúng ta có thể ứng dụng nó vào được. Sở dĩ vì sao mà Google làm hẳn ra một cái video giới thiệu về tính năng này và cuối clip đấy thì không quên nhấn mạnh là chỉ Pixel 4 mới có. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà tính năng này xuất hiện ở trên thị trường, nhưng trên thực tế thì Google rất chăm chút về độ chính xác của cái nói ra chữ này, và nó làm nên một cái điểm cộng rất lớn của cái ứng dụng này ở trong Pixel 4. Đây rõ ràng là một tính năng rất vượt trội của Pixel 4, nhưng cũng là thách thức đối với những hãng sản xuất các thiết bị Android khác, khi mà xưa nay Google luôn làm ra các ứng dụng tiêu chuẩn để các máy khác có thể cài lại. Với việc Pixel 4 độc quyền, rất có thể đây là chiêu bài kiểu nhá thử cái ứng dụng này, kích cầu người dùng mua máy, và sau một thời gian thì sẽ có bản mốt đại trà cho người dùng cái tính năng này, và khi đó thì text to speech, một cái tính năng siêu hay ho, sẽ trở nên phổ biến hơn rất là nhiều. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, ít nhất cũng phải tầm 1 năm nữa, hoặc là ít nhất khi các developer port được cái app ghi âm này ra ngoài. Nhưng trước mắt thì ghi âm thành văn bản độc quyền trên Pixel 4 hứa hẹn sẽ trở thành một ứng dụng cực kỳ hữu ích và có thể áp dụng được vào rất nhiều công việc trong đời sống sau này. Ở giữa muôn vàn chê bai thì để làm ra được một bài khen Pixel 4 có thể nói là rất khó, nhưng cá nhân mình thì đủ tự tin để giới thiệu với anh em rằng là cứ trên tay và dùng thử đi rồi sẽ thấy nó rất là tuyệt vời. Đánh giá một cái điện thoại không chỉ đơn giản là qua thiết kế, qua cấu hình. Chọn mua một chiếc điện thoại càng không phải để khoe mẽ hoặc là khoe thương hiệu. Những bài quảng cáo có thể khiến cho chúng ta hiểu sai về nhu cầu của chúng ta đối với một chiếc smartphone, và nhiều khi những nhận định mang tính chủ quan dần chuyển sang công kích gay gắt. Chúng ta hãy có thể là một người dùng thông minh và làm chủ được chiếc điện thoại của mình, chứ không nên biến thành người hầu của điện thoại. Và chúc anh em một mùa mua sắm hiệu quả. Pixel 4 có thể là một lựa chọn cực kỳ hiệu quả cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Anh em nghĩ thế nào về Pixel 4 thì cứ để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nha. Ok, bye.